Chào quý vị, rất vui được chào đón quý vị trở lại với chương trình Cận Cảnh của FBNC. Thưa quý vị, những tháng gần đây, trước cái việc ngang ngược của chính quyền Trung Quốc đưa tàu thuyền cũng như là giàn khoan dầu vào vùng biển Việt Nam vi phạm chủ quyền của Việt Nam, thì người Việt Nam từ trong nước đến ngoài nước đã có những cái tiếng nói thể hiện cái lòng yêu nước của mình bằng nhiều hình thức khác nhau, rất là quyết liệt. Nhân nói về lòng yêu nước thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc yêu nước chúng ta thể hiện hàng ngày hàng giờ, không chỉ vào những thời điểm nóng bỏng, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục lòng yêu nước cũng như là thể hiện lòng yêu nước qua kinh tế, kinh doanh và tiêu dùng. Chính vì vậy hôm nay chúng tôi hân hạnh được mời đến trường quay hai chuyên gia, một chuyên gia kinh tế, xin được giới thiệu ông Huỳnh Bửu Sơn. Xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình FBNC. Kế đến là một chuyên gia về khoa học xã hội, tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, phó tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nguyên viện phó Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý vị khán giả. Rất cảm ơn anh Sơn xin và chị Hậu đã nhận lời đến tham dự cuộc phỏng vấn này, cho phép tôi được gọi thân mật là anh chị. Thì thưa các anh chị, là dù là hoạt động là trong lĩnh vực kinh tế hay là lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội, nói đến cái vấn đề lòng yêu nước thì trong thời sống hàng ngày thì những cái cụ thể khác như là hàng hóa Việt Nam, như là những sản phẩm của Việt Nam, những dịch vụ của Việt Nam hoặc là những cơ sở vật chất của Việt Nam, thì cái đó có phải là cái điều tác động đến cái tình cảm yêu nước không ạ? Anh Sơn là làm trong lĩnh vực, anh là nhiều năm anh là doanh nhân, là tổng giám đốc ngân hàng, thì những cái việc này, ngay cả tờ giấy bạc của Việt Nam nó có liên quan đến cái việc mà tạo ra cái hình ảnh yêu nước cho người dân không ạ? Thật ra thì bất cứ những cái gì mà mang cái hình ảnh, mang cái sắc thái của dân tộc, nó đều gợi lên một cái lòng yêu nước. Thì tôi nhớ là cách đây cũng nhiều năm, khi mà giáo sư Trần Đại Nghĩa còn sống, thì cũng có nói đến cái gọi là lòng yêu nước kinh tế. Thì trong đó có nói rằng người Việt Nam phải tiêu dùng hàng Việt Nam, rồi doanh nghiệp Việt Nam phải biết tạo ra những sản phẩm, những cái thương hiệu Việt Nam mà đảm bảo cái uy tín chất lượng không những trong nước mà cho cả quốc tế. Rồi cái cách thức kinh doanh, cái đạo đức kinh doanh cũng phải làm thế nào để thể hiện cái văn hóa của người Việt, tức là trọng nhân nghĩa, rồi thủy chung. Thì những cái đó nó là vừa là những cái sản phẩm vật chất mà vừa là nó thể hiện những cái nét đẹp của cái tinh thần, của văn hóa người Việt. Mà tôi nghĩ những cái đó nếu mà biết duy trì, biết phát huy, thì nó gợi lên một cái lòng yêu nước rất là đậm đà của người dân đối với những cái sinh hoạt kinh tế, đối với lại những cái hoạt động kinh doanh và cả những cái sản phẩm mà do người Việt làm ra. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là thí dụ như mình nói rằng người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam, thì nó chỉ không phải chỉ một vế là từ cái người tiêu dùng, mà nó còn vế thứ hai là từ cái người sản xuất Việt Nam, từ doanh nghiệp Việt Nam. Chúng ta phải có trách nhiệm đối với người tiêu dùng Việt Nam, và không phải chỉ đối với người tiêu dùng Việt Nam mà cả đối với những người tiêu dùng của cả thế giới đối với sản phẩm Việt Nam. Tại vì cái lòng yêu nước nó cũng không chỉ đóng khung trong cái phạm vi cái thị trường Việt Nam, mà nếu doanh nghiệp nào có thể đưa được sản phẩm mình ra khỏi cái thị trường Việt Nam để rồi tiếp cận đến thị trường quốc tế, thì nó cũng là một cái thể hiện của lòng yêu nước, vì người ta đã đóng góp cho cái việc là mở rộng cái thương hiệu, đưa cái sản phẩm Việt Nam tham gia vào thị trường quốc tế. Có lẽ trong cái phần trao đổi kế tiếp thì chúng ta sẽ phân tích kỹ thêm cái quan hệ giữa vấn đề mà sử dụng hàng Việt Nam và cái vấn đề mà trong cái quan hệ kinh tế đa phương hiện nay. Nhưng mà tôi muốn hỏi lại, xin quý vị, chưa anh Sơn và chị Hậu có thấy rằng là quả thật cho đến nay cái việc mà chúng ta giáo dục lòng yêu nước ở trong nhà trường cũng như là ngoài xã hội đó, thì cái vấn đề, cái nội dung mà không những là về văn hóa, về lịch sử mà về kinh tế, thì các anh chị thấy là quả thật là cái việc đó đang thực hiện như thế nào, có thiếu hay là chúng ta đã giáo dục đầy đủ ạ? Dưới góc độ cái nghề nghiệp của tôi thấy rõ ràng là chúng ta chưa giáo dục vấn đề yêu nước, lòng yêu nước thể hiện cụ thể qua lĩnh vực kinh tế như thế nào.
Tôi nghĩ là có lẽ do cái truyền thống của chúng ta, truyền thống trong xã hội phong kiến Việt Nam là không 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 trọng cái nghề kinh doanh buôn bán. Trong cái bậc thang mà trước đây chúng ta vẫn xếp đấy ạ, thì rõ ràng là cái bậc thang công thương là cái bậc thang không không được coi trọng lắm. Cái tư duy không coi trọng cái việc thương nghiệp buôn bán, mở rộng ra là cái phương cách kinh tế một cách tiên tiến ấy, ở nước mình có lẽ là nó duy trì khá lâu cho đến bây giờ. Vì vậy cho nên nếu như chúng ta cứ xem xét trong các bài học về lịch sử, giáo dục lịch sử cho con em chúng ta thôi, thì có lẽ là tỷ lệ rất lớn những bài học lịch sử liên quan đến chống ngoại xâm. Còn những cái tỷ lệ mà giáo dục lòng yêu nước qua những lĩnh vực khác, ví dụ như về văn hóa, về ngôn ngữ hay là về thể hiện trong làm ăn kinh tế để cho nước mình tự cường chẳng hạn, thì rõ ràng cái tỷ lệ này rất là ít. Có lẽ là một trong những cái gương mà thỉnh thoảng được nói đến đấy là ông Bạch Thái Bưởi trong cái thời Pháp thuộc thôi. Nhưng mà đấy cũng rất là hiếm hoi và cũng lồng với một ý nghĩa là ông ấy phản kháng lại thực dân Pháp. Chứ cũng không hẳn là đấy là nhấn mạnh đến cái ý muốn tự chủ về kinh tế của một người Việt. Thì tôi nghĩ rõ ràng là cái này trong giáo dục về truyền thống của chúng ta vẫn còn lệch lạc và vẫn chỉ nặng một vế nào đó, còn những cái mặt khác của lịch sử thì chúng ta chưa chú ý lắm đối với con em. Cảm ơn anh Sơn và chị Hậu. Chị Hậu mới vừa nói đến cái chữ tự cường rất là hay, mà tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ dành cái phần trao đổi kế tiếp để chúng ta nói về cái vấn đề yêu nước mà thể hiện qua kinh tế và kinh doanh. Khi chúng ta nói đến khái niệm một nền kinh tế độc lập, tự chủ hay là một cái tinh thần tự cường khi mà làm kinh tế và kinh doanh. Thưa quý vị, chúng ta vừa trao đổi với hai chuyên gia về vấn đề lòng yêu nước và các cái giá trị của nó, đặc biệt là cái mối liên hệ với các vấn đề kinh tế và kinh doanh. Chúng tôi nghĩ rằng là trong phần trao đổi kế tiếp chúng ta sẽ đi sâu hơn về vấn đề này. Xin được mời quý vị có đôi phút giải lao.